Hello, xin chào cả nhà nhá. Thì rất là nhiều các anh có dùng cái con iPad Pro đợt gần đây, sử dụng cái con dâu xe Pro và dâu xe Pro Plus đấy, có gặp phải tình trạng là cài đặt AI nó rất là khó nhận. Đó thì hôm nọ em mới cài cho một anh khách thì cũng gặp phải cái tình trạng này, thì em sẽ hướng dẫn mọi người fix theo cái cách của em nhé. Hôm đó em cũng phải mất khoảng nửa tiếng em ngồi em fix thì là nó đã nhận ok rồi nhá. Đó thì em sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái cách này xem là mọi người fix nó có nhận diện ok không nhá. Mọi người thử làm theo em xem nha. Rồi mọi người có gì comment xuống bên dưới nhá. Và em sẽ có một cái nhóm Zalo ấy thì mọi người sẽ zone vào đấy giúp em nhá. Và có gì mọi người sẽ comment xuống đấy để em hỗ trợ mọi người nhá. Rồi ok thì mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, đầu tiên nó sẽ nhận dạng này AK này và M4 này mọi người chưa, máy của em thì nhận rất là ok nhé. Mọi người lưu ý nhé, thì khi mọi người sử dụng cái con dâu xe là hoặc là dâu xe Pro Plus đấy, mọi người không nên mở open game ở đây nha. Đầu tiên thì nếu mà mọi người không ai có open game ở đây rồi ấy, thì mọi người mở cho em ứng dụng này và mọi người ấn cho em cái active này. Đó, đầu tiên mọi người ấn active nhé. Hôm nọ em cũng thế, em làm yên như này được nha. Mọi người ấn cho em active như này này. Đó, và nó sẽ kiểu reset lại máy, gần như là khởi động lại máy mà nó không mất dây ở đây ấy. Rồi ok, tiếp theo là mọi người sẽ kích vào game trước chứ đừng có kết nối ứng dụng các thứ nha. Chúng ta vào game trước nhé. Đó, mọi người trước khi mọi người chơi, mọi người active cho em này. Rồi tiếp theo mọi người sẽ vào game trước cho em nhé, đừng có mở ứng dụng lên nha. Mở ứng dụng lên thì nó sẽ rất là dễ lỗi và nhận dạng sai ấy. Mới ra đợt gần đây ấy, là cái game Bác Chiêu 3 này nó mới thay đổi cái kích thước màn hình. Cái kích thước màn hình của cái game ấy, thế nên là nó sinh ra lỗi mọi người ạ. Đó, ok mọi người có thể vào nè. Rồi tiếp theo mọi người sẽ bây giờ khi nó vào đến game rồi ấy, nó vào đến game như này này. Đó, rồi bây giờ mọi người sẽ vào phòng tập cho em nhé. Phòng tập và nhặt cho em súng, nhặt một hai khẩu súng như kiểu AK hoặc là M4 giúp em nhá. Đó, nhặt như này cho em nhé. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta mới bắt đầu bước cái ứng dụng giao sale nhé. Và bây giờ chúng ta mới connect nhá. Đó, bây giờ chúng ta mới mở ứng dụng giao sale, chúng ta connect lại. Rồi mọi người đợi một chút nhá. Ở đây mọi người thích chơi Bluetooth thì dùng Bluetooth, không thích thì dùng cảm giác nhé. Cái tùy nhá, mọi người đợi một chút thì nó sẽ hiện ra game và mọi người mới open vào nhé. Đó. Mọi người nhớ là vào game trước nha, rồi mới open nha. Đó, ok chưa? Ở đây thì em vào phát là nhận luôn này. Đó, mọi người lưu ý nhé, là cái phần này mọi người có thể để, ví dụ ở đây em để 100% này. Đó, 100% này. Nếu mọi người để 100% mà nó không nhận ấy, thì mọi người có thể tăng giảm nha. Tăng giảm cái kích thước này, mỗi lần tăng lên khoảng 1% nhé. Đó, tăng giảm 1% nha. Đó, làm sao cho nó nhận là được chứ. Rồi ok, tiếp theo là ở trong cái phần này. Đây, em sẽ show cái phần AI của em này. Đó, AI của em cài như này mới, mọi người có thể nhìn trên màn hình nhá. Mọi người tốt nhất là không nên đề cho em nhé. Và mọi người lưu ý là để cái phần phần nhận diện súng số 1, súng số 2 này sao cho nó bé nhá. Nhưng mà mọi người cần để cho to trước nhá, để to như này trước để cài cho nó nhận AI trước nhé. Khi nó nhận AI rồi mọi người mới đưa cho nó bé lại để cho nó nhận AI nó ok hơn và nó đỡ kiểu ăn dung lượng máy nhiều hơn nhé. Đó, ở đây AI em cài như này nhé. Rồi tiếp theo là em sẽ sâu tiếp về thông số này. Đó, ở trong cái phần cài đặt setting này, thông số này nó cũng khá là quan trọng nhá. Đây mọi người nhìn thấy đây, cái này em để 100% nhất, nếu mà mọi người mà nó nhận AI ok rồi thì mọi người có thể giảm cái này xuống nha. Đó, và mọi người lưu ý nhé, nó có cái phần scale factory này, scale factor này. Đó thì một số những cái anh em mà đang sử dụng máy iPad Pro ấy thì mọi người có thể điều chỉnh cái squid ở đây nhé. Đó, mọi người đưa về 1.5 hoặc là 2.0 nhá. Đó, mọi người điều chỉnh nhé, nếu mà mọi người nào mà đang ở 2.0 này mà cài AI ấy, đó mọi người điều chỉnh thông số hết như em như này ấy, mà nó không nhận thì mọi người đưa về cho em 1.5 nhá. Đó thì em sẽ show cái thông số của em từ đầu đến cuối cho mọi người cài thử cho em như thế này xem nó có nhận không nhá. Đó, mọi người nhìn này ở trên màn hình nhá. Đó, mọi người em sẽ kéo xuống từ từ này. Đó, mọi người có thể bao đại và điều chỉnh thông số giống em xem nó như nào nhé. Đó, mọi người nhìn chưa? Đây, đây là tất cả thông số của em nhé. Ok chưa? Mọi người nhìn thấy nhé. Đó, ok chưa? Đây, cái này là cái phần hiển thị thôi. Mọi người có thể cài đặt kiểu gì cũng được nhé. Đó, còn cái phần này là phần kim tâm này. Đó, mọi người có thể tùy chỉnh cái phần này nhé. Đó, còn ở dưới này thì mọi người có thể điều chỉnh cái thông số giống em nhé. Ok chưa? Đó, rồi. Nếu mà ở đây mọi người đúng không? Ví dụ của em đúng không? Ví dụ máy của em đã phải để 2.0 như này thì nó mới nhận nhá. Đó, em sẽ để sang 1.5 ấy thì nó sẽ không nhận đâu, switch này. Đó mọi người thấy chưa? 1.5 nhá. Đó, nó sẽ không nhận mọi người chưa? Đó, cái bằng chết nó không nhận luôn. Cái kiểu gì đâu cũng không nhận, nhưng mà em chỉ cần cài này, setting này, switch này, đưa về 2.0 và nhận luôn nhá. Đó, mọi người có thể để về 1.5 hoặc là 2.0 làm sao cho nó nhận là ok nhá. Rồi, đó thì mọi người làm theo cách của em như này xem nó có nhận không nhá. Như em cài như này, hôm nọ em cài cho khách ấy thì là nó nhận ok ngon lành, chơi rất là ok nhá. Và chơi bây giờ hiện tại thi thoảng ấy khi mọi người trước khi mọi người vào chơi đúng không, mọi người lưu ý giúp em trước khi mọi người vào chơi cái game này này. Đó thì mọi người sẽ mở cho em cái ứng dụng này này. Đó, mọi người sẽ ấn cho em là active này. Đó, trước khi chơi mọi người cứ active một phát cho em nhé. Đó, trước khi chơi mọi người cứ active cho em. Đấy, rồi mọi người sẽ mở lên rồi mọi người vào game nha. Đó, vào game nhé. Ok, vào game.
vào game ngon lành rồi bắt đầu chúng ta mới kết nối ứng dụng thì nó sẽ ok hơn nhé. Mọi người có thể làm theo em cách này xem là nó có hết không nhá. Đó, mọi người đợi một chút nhé. Nó bắt đầu vào game này thì khi chúng ta vào game trực tiếp trên màn hình này nó sẽ không bị kiểu thay đổi cái kích thước ấy. Hôm nọ máy của anh khách em không hiểu kiểu gì luôn, vào game bằng cái ứng dụng Zocell ấy thì nó cứ bị kiểu thay đổi cái kích thước nên là thành ra AI nó nhận sai. Còn em vào game trực tiếp như này thì nó lại không bị, mọi người ạ. Đó, ok rồi đấy. Này, mọi người đợi em một chút nha. Đó, ok chưa? Đây nó vào như này rồi, ok nhé. Mọi người ý là ở cái phần mà đồ họa nhá, đồ họa mọi người có thể để đồ họa giống của em nhé. Đó, ok chưa? Đó, mọi người đặc biệt để cho em cái phần màn hình không tiêu chuẩn này, kéo hết về bức không cho em nhá. Rồi, ok. Xong, và bây giờ em sẽ vào ứng dụng dấu sale. Connect thôi. Đó, ok chưa? Máy của em thì nó nhẹ nhận rất là ok. Ở đây em lại không có iPad bờ đồ mọi người ạ. Anh em nào mà cài nó vẫn không nhận được ấy thì mọi người có thể mang iPad bờ đồ đến cho em nhá để em hoàn cài cho cả nhà nhé. Đó, ok chưa? Đó, nhận rồi nhé. Ok luôn nhé, nhận rất là đơn giản chưa? Đó, rồi, ok, cảm ơn cả nhà nhé. Thì có gì mọi người sẽ dồn vào cái nhóm Zalo của em nhé. Thì có gì em sẽ hỗ trợ cho các anh nhé. Nhóm Zalo này của em chuyên về ứng dụng Zocell nha. Đó, có gì comment vào đấy nha. Em Hoàng, lúc nào mà em kiểu bật không làm việc ấy, lúc nào mà em rảnh em không làm việc ấy, thì em sẽ vào em đọc comment của anh rồi em sẽ trả lời cho các anh nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà, xin cả nhà, bye bye nhé.